sau gần một năm mở bán chính thức trên toàn cầu, số lượng Toyota Land Cruiser về Việt Nam ngày càng gia tăng cả hàng chính hãng và qua các đại lý tư nhân. Tuy nhiên, Toyota Land Cruiser 2022 MBS 4 ghế VIP như trong bài viết này thì đây mới là chiếc xe đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này. Khi trải nghiệm thực tế Toyota Land Cruiser MBS mới về nước, điều dễ nhận ra là mẫu SUV này không có sự khác biệt so với xe nhập khẩu Trung Đông, bản 7 chỗ. Ở thế hệ mới, Toyota Land Cruiser LC300 mang đến cho người dùng diện mạo hoàn toàn mới đầy trẻ trung. Mẫu xe đến từ Nhật Bản, sở hữu hệ thống đèn pha LED thích ứng tiên tiến nhất hiện nay. Cùng với đó, đèn định vị ban ngày và đèn báo rẽ phía trước của Toyota Land Cruiser 2022 có tính năng chạy đuổi tương tự, trên xe LED dệt mang đến sự tươi mới. Lưới tản nhiệt của Toyota Land Cruiser 2022 MBS được giữ nguyên, ở vị trí trung tâm có logo 3D, camera 360 độ Thân xe Toyota Land Cruiser 2022 đời mới cũng đã có nhiều thay đổi với bộ mâm trẻ trung hơn hẳn bản chính hãng, với kích thước 20 inch, gương chiếu hậu tích hợp camera, cảnh báo điểm mù, chỉnh điện, gập điện và xi nhan. Ở phần đuôi, Toyota Land Cruiser bản 4 ghế VIP không thay đổi với thiết kế đèn hậu thanh mảnh dạng LED, cốp đóng mở điện. Nếu như ngoại hình của chiếc SUV này không có sự khác biệt so với những chiếc xe đã về nước trước đây thì khoang nội thất là điểm nhấn đáng giá. Nhìn tổng thể, khoang lái của Toyota Land Cruiser 2022 MBS 4 ghế VIP vẫn duy trì màn hình giải trí đặt nổi, ở trung tâm táp lô, vô lăng ba chấu, cụm đồng hồ quen thuộc. Tuy nhiên, hệ thống ghế ngồi đã được thay đổi hoàn toàn khi ba hàng ghế đã bị loại bỏ và thay, vào đó là bốn ghế VIP thương gia. Đáng chú ý, hai ghế phía sau tách biệt nhau bởi bệ tỉ tay trung tâm, xe có tủ lạnh mini ở đây. Nhằm đảm bảo sự tiện nghi, mỗi ghế đều có khu vực điều chỉnh điện. Chế độ massage, sưởi ấm làm mát giúp hành khách trải nghiệm sự đẳng cấp trên Toyota Land Cruiser 2022 MBS 4 ghế VIP. Đồng thời, mẫu SUV này còn có màn hình đôi, hệ thống sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 4 vùng độc lập. Mỗi vị trí ghế ngồi trên Toyota Land Cruiser 2022 MBS 4 ghế VIP còn có bệ đỡ bắp đùi, gối mang đến sự thư giãn cho khách hàng. Hãng độ MBS đến từ Trung Đông không can thiệp động cơ nên Toyota Land Cruiser 2022 duy trì động cơ xăng V6, dung tích 3.5 lít tăng áp kép sản sinh công suất tối đa 409 mã lực tại 5.200 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 650 Nm tại 3.600 vòng trên phút. Ghép nối đến bánh xe là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Toyota Land Cruiser 2022 MBS 4 ghế VIP hiện chưa được tiết lộ giá bán nhưng sẽ cao hơn phiên bản bảy chỗ nhập trung đông hiện nay xe cộ xxx